Tiếp à, alo quý vị bên kia ơi, có nghe rõ không? Mình bắt đầu luôn ha. Hai bên kia mà còn ok, Nghe rõ nha. bây giờ bắt đầu. Hôm trước là mình đang dừng lại tới cái chỗ năm cái yếu tố nghe cái sự khóc nghe sự khóc lóc Paris quá à, năm nay cái hôm nay chúng ta tiếp theo cái phần điều cần lưu tâm, điều cần lưu tâm điều cần lưu tâm à. Xanh rồi đó cái hổm là sầu quậy nè ha, sầu khóc xong bây giờ tới là khổ đục khá, đục khá khổ nghĩa là pháp nào đáng ố, nghĩa là pháp nào đáng ố, tức là chán ghét và phá mất sự sướng thân. Ấy gọi là khổ. Hay là tất cả chúng sanh khó chịu. Khó chịu á, nó gọi là khốn. Trong cái từ khốn khổ á, vốn khó chịu bằng sự lãnh lấy cách nào, tại cách ấy gọi là khổ. Như vậy thân á, thì chúng ta biết chỉ có hai trạng thái thôi, cái trạng thái sướng và không sướng nữa à, vì trạng thái sướng nên là lạc à, là xuất phát. Vậy thì cái trạng thái không có sướng nữa thì gọi là xuất phát, là trạng thái khổ. Mình học xử lý thì mình nhớ nha, thân á đã không có cái trạng thái xả theo cái kiểu của tâm. Vì thân nó có cái tâm thân, mà cái tâm thân thì không có cái thứ sạch, chỉ có cái khổ hoặc là cái này. Đây là đi được sâu là như vậy. Đó gọi là đức tha, là khổ. Ưu Dumanassa, đồ mà nó xa hả cách đấy. À, cảm ơn. Đồ mà nó xa rất là ưu ưu là buồn rầu, là buồn là rầu, tức là pháp nhân làm cho tâm không yên ổn. Không xuông gọi là ưu, chỉ cho sở hữu thọ thuộc ưu thọ làm khổ tâm, ưu
nói cách khác, rồi nó dài quá nói này được. Hiểu câu này không? Nó không có được như con lươn, nó không có suông, nó lục cục lòn hòn, nó quẹo cua bẻ cua tùm lum hết trơn à, nó không có suông. Mình đi lúc nào đi suông nó cũng khỏe nhẹ hơn. Mình đi cứ hai bước quẹo cua, hai bước quẹo cua, hai bước quẹo cua gì đó nó mệt lắm. Đi hồi mình nổi sân à, mình nổi sân là có được mình sát, nó không có suông. Buồn rầu ha, tức là pháp nhân chứ phải là phá nhân nghe chợ tôi đánh tiếng là pháp nhân tâm pháp nhân khổ không có chuông gọi là ưu, chỉ cho cái sở hữu ưu họ làm khổ tầm ưu phiền á. Cái khổ thì thuần tí của nó đó, bát xuất của nó là niệm thần, niệm thần cái tâm mà lãnh nạp cái đó là niệm thần. Tâm thân thức quả thiện hoặc quả bất thiện vô nhân tự ưng. Nhưng mà thử ưu ưu thì nó có liên đới thân không? Có liên đới thân không? Có, nhưng mà có chú ý không? Không. Vì cái thọ u có những cái trạng thái của tâm thuần tí nữa. U vì thân là có nha, u vì thân được cái ví dụ như hồi nãy mình nói ở trên đó, cái tiếng của chúng mình học ra thân thú. Thân thú, thân thú thì thọ u. Thân thú là sao? Dơ, trời cảm ơn. Thú để cho cái thân thì thú này hồi nãy mới học xong thiếu tùm lum hết trơn luôn. Thôi quý vị này không có học tiếng, không có học gì, thiếu tùm lum luôn, đủ hết là từ đỉnh đầu tới móng chân thiếu tùm lum hết trơn rồi. Chúng nó thú nha, thầy thú tàn hoại ghê lắm. Học xong nãy có hai bạn nữ học xong hoại luôn rồi, nữ hoại nhanh hơn nam nữa. Nam xanh là nữ hoại. Đó thì khi mà thân thú là thọ ưu liền à, nó liên đến cái thân, có liên đến cái thân. Nhưng mà nó cũng có cái trạng thái u mà nó không có liên đến cái thân. Là sao một tả trạng thái u mà không liên đến cái thân? Vì cái ví dụ mà con nói là mỗi ví dụ nó là con đang khái quát rồi, ví dụ kiểu thở đồ phải ví dụ thân cái như tròn đêm nay răng tăng 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 đó thiện áo u phiền, u phiền nhớ thương thật thiện đâu như mỗi cái thân áo. Đâu có phải vì cái nhân là thân mà nó sanh ra ưu phiền não, vì cái nhân là vì thường xài cáp à, vậy đó là gió không thông não, đem não đi rửa đi. À, hiểu chưa? Đó là bị thúi não chứ không phải là thúi thân. Rồi ưu gì nữa, ưu gì nữa, ưu sợ. Ví dụ ơi, rồi ví dụ này, ví dụ này là hiện hiện sinh ra là tiếc liền luôn nè, là bạn lừa giết luôn nè. Ví dụ như họ cũng quên kêu mẹ bán vô rồi đó, bạn không biết đó, u phiền. Ô, ông ai quấn đâu, ông ai quấn cây nào đâu, u phiền đó, u phiền nữa là tôi mình nó xá người tầm hết cái chết người tầm hết đó, nó cái gì đó. Vì thì thấy u phiền là nó có nhân từ sân, từ thân mà nó cũng có cái nhân sân từ tâm nữa, thì nó khác với cái khác của thân. Cho nên thằng này nó mệt hơn, thằng này nó mệt hơn chứ nó dễ bị hơn,
được ha, hiểu ha. Cái tống vũ thì cho thêm nói cách khác, khi mà ta dùng nói cách khác có nghĩa là ta giảng giải thêm nó sẽ giúp mình hiểu á. Đồ mà NASA phát sanh cho người nào? Thời cho tâm người đó bực bội. Thời là thầy đó. Với biểu hiện hiện bài hành động thân tuổi. Làm cho ta và người khác khổ. Khổ thân. Như ưu sanh. Rồi. Như ưu sanh rồi. Tức là hiện khởi. Có người hứng chịu không nổi. Kèm không nổi. Chịu không nổi giờ là nó đã chuyển cho ai nghi á. Kèm chế á. Kiềm là y hay là e, nhưng mà y sanh phát ra hành động. Nắm sì. được một cái sự hôi bụng. Bứt tóc. Hoặc chùi xuống đất dãy dụa. Mà chị cứ giúp mình thấy rồi đó. Dãy dụa cũng có khi vượt quá mức. Cũng có khi vượt quá mức đến nỗi tự sát nhiều cách. Mày chưa thấy nè. Và cũng có khi làm hại người khác. Do từ tu mà ra. Phải bị khổ thân hoặc chết. Từ sáu cái cảnh nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý. Sáu cái cảnh xin lỗi là sắc thinh khí vị xúc pháp mà nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý bắt lấy đưa vào trong mà tâm ra khi có dãy dụa rồi chưa? Mời dạy thử nha. Thôi đi cá là cái con lợn chứ không bao giờ nó dãy nha, tại vì nó bự quá nó dãy nó ụt. Để tốn năng lượng. Khi mà bị tâm hồn theo á, từ sẽ dãy đi đó. Ok, 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 ok. Giờ phút chiến linh. Giật cái ví dụ không? Ví dụ đi. Ừ.
Thì hồi đó nhiều con còn nhỏ nhỏ và kêu mẹ con làm cái gì đó mà không có hài lòng con, mà nó ở cái mức độ đó. Trời Con xin dạy dụ á. thì nó là cái tiếp người như vậy. ơi, ghê lắm thầy, con dễ mà Hiểu rồi, hiểu con rồi. quơ chân cũng quơ tay. Con có không? Thằng nhỏ có dạy không? Câu câu trả lời này khó Như càng tinh là càng dậy đúng quá. Hả? không, càng tinh là càng dậy đúng Càng tưng là sao? Càng tưng. kiểu như càng năng động ấy, thì khi mà có vấn đề sẽ dễ dụ vậy. Rồi đúng rồi, cũng đúng. Còn mấy cái đứa mà nó khép kín á thì càng càng có chuyện gì đó chứ sao không? Nó càng hù ở trong bụng. Nó hù ở trong bụng thương giả. Vậy con không có dễ dụ đâu, có Tại đập vì đồ đọc đập đầu. Đồ. Lương sao con đập gì con? Có cái quần gì đập không? Con thì hôm trước là bị gì thì chỉ có đứng im chỗ cái kiểu nhìn nhìn tay miếng, cái nhìn tay miếng thôi. Nhìn muốn ăn tươi nuốt sống lại đúng không? Nhưng mà không làm gì chứ, tôi nhìn quạo lắm. Thế rồi là ác ác nhầm đúng không? Ác Thanh nhầm. đọc đập Ác nhầm đi vô, đi vô trong trong. Cái đó là mình chưa có chết. Nhưng cái đứa này là nó chết liền. Thấy nó dậy xong rồi nó thức là đập nó chết. Không, nhưng mà gì không có để bụng cô, những người mà để bụng đó. Tôi đâu có để bụng đâu, tại vì nó để nghiệp thôi mà. Không Vậy xong mà Ôi, xong rồi. cái kia cũng để nghiệp mà. Ông cho nghiệp nợ không? Mấy cái dãy doanh nghiệp nó sẽ hiện bài liền. Đúng rồi, nghiệp phí bài liền. Đó, nghiệp nghĩ bài là tại vì dạy dãy người ta tức mà tại vì chết con được dạy. Không có. Kiếp trước làm con cá. Lẽ điều con chưa tới. Ơi chưa tới à. Rồi mà giải kinh lúc con mới nhớ ông nghĩa cũng Bữa nào dạy. nhảy thử cho bạn Thôi ghê. Không, cái tôi muốn 500 anh em lại quay clip Tức giữ lại những cái khoảnh khắc đó để chúc mừng sinh nhật hàng năm. Nhưng mà thiệt không có cái bụng. Ha, mặc dù bụng cũng bự. Người chắc phải. Trời ơi. Xỉu vậy. Đức có để bụng đi dạ vậy không? Có ha. Mà để bụng mình để chỗ khác nữa. Để đầu nữa. Nữa. Không? Để tùm lum lá chưa đó. Cho nên là sao phiền não. Cho nên phiền não. Nè, ngủ không ngon nè. Hay giật mình nè. Hay bị hoảng loạn nè. Cửa đóng cẳng. Ôi trời ơi, rước đi. Mà cái người sao? Thiếu sự bình an. Thiếu sự bình an. Đó là thường hay cái duyên người chất chứa gì có thể bất thiện đó. Duyên gì đó. Cái tụi nó sanh ra sự ưu phiền nữa. Đâu có bình an được đâu. Chứ một cái gì mà nó động đậy cái là mình sợ rồi. Mình coi cái thằng đó đó. Nó sợ. Tại vì nó xấu nên nó sợ. Bị gì đó. Cho nên hết sức cẩn thận. Phải để ý cái xu hướng tâm của mình sao đó, mình biết chữ nhí. Đó, bây giờ đó, mình ngồi nhí là cái xu hướng tâm của mình đây. Ai á mà cần hỏi cái cách giải quyết gì đó, hỏi không có cái ứng dụng liền. Chùi xuống đó. Hiểu không? Cái gì bên kia nếu mà chưa có ngủ thì cũng nên suy nghĩ đi, có gì hỏi liền. Cái gì chưa Thầy, ngủ, gì chưa nghe, có gì không nghe thì là cái gì đang ngủ. những cái biểu hiện đó là do chị bạn ở đâu gây những cái biểu hiện kiểu như dãy dụa này nọ hay là hả? hay Tôi như có, lắm. ông nói thì tôi trả lại cho biết là còn đang thức. Ồ nhớ nghe, chưa bỏ tôi hỏi mà phải trả lời gì đó là tôi biết tôi còn thức, tôi có niềm tin là tôi giảng chúng sanh còn nghe. Để giải cho một hôm tầm thị niên không này. Là thành học trò của cô thị niên rồi trả lời. Ủa ra là Rồi cái xu hướng gì? cái xu hướng một kiểu dãy dụ rồi nắm tay nghiến răng là do bản nghiến năng răng còn rồi cắn răng rồi cắn môi rồi cắn mình cắn mãi gặp cắn tay gặp chân lưỡi bẻ tay bẻ chân lưỡi móc mắt rồi đó. Kiểu là do cái gì?
Nhưng chừng tôi chỉ phân tích tâm ấy. Phân tích tâm. Khi mà nói như vậy là đi phân tích nữa, đi phải chia trường hợp ra cụ thể. Đức Phật đây mà còn phải chia trường hợp cụ thể mà khi mà ngài nói là chia ra, không phải là chia nội dung, chia ngoại duyên ra. Dễ dùng hơn. Rồi, tức là có dễ khác mà Đức có dễ khác. Nó dễ hả? Nhỏ lớn nó dễ luôn hả? Có giờ này không hả? Còn biết sao? Thuyết phục bằng lý lẽ. Thuyết phục bằng lý lẽ ha. Mình ta thuyết phục con thẩm được bằng lý lẽ ta chân ngang không thì con sao? Thì không. Thấy khó xuống vậy hả? Thì chịu đựng như thế hả? Cưng không? Chứ bởi vì mới bị gì? Không bây giờ bình thường. Ủa? Cái giờ bình thường thì không giờ bất thường rồi. Là tại vậy đó. Đó, như vậy thì dù quá phải chia ra là cái tuổi đó là cái tuổi nghèo. Dưới là dưới 7 tuổi như xài tâm quả nhiều lắm. Chưa có tâm thiện, có phát thiện nhiều chứ. Hồi trước nha. Chứ bây giờ chắc cái tầm dưới 4 tuổi. Người có học không? Có học từ là sao? Ừ, bây giờ người có biết rồi. Tuổi thọ người trước mặt. Đó thì là duy trì tầm thanh quả không anh? Thì đó là mình sẽ kết luận được là do dù quả. Do chủng tự nghiệp đã gieo trồng trước đây, nay có cơ hội được hiển bày và cơ quả bất thiện. Thì cái tâm mà thọ hưởng lấy nó là tâm quả bất thiện. Dùng nhập từ thật. Nên tạo thử tâm quả là bất thiện. Bây giờ mình gieo cái chủng tử mà rất là sân si kinh hãn, sân si kinh hãn, cái gì mình cảm thấy là người ta nói mình, người ta chửi mình, mình tổn thương, mình đau khổ, mình quằn quại, mình tê dại như con cái dại vậy đó. Thì cái bây giờ những cái lời này ra cái đụng cái chuyện cái bầm gì đó, cái mình cũng nói chuyện mà cái con người gì không có bỏ vô bao bắt đầu bỏ vô quên thì dở ra cũng quay không nổi. Hồi xưa khó nha, chưa có nha. Nghe anh biết tôi sẽ nghe ngày xưa có kể. Gì sư? Ai làm vậy đó nè? Điên đảo chúng sanh, sao này ngồi thiền bị điên đảo? Đó, nó là tuổi nhỏ nó khác, nhưng mà bây giờ khác à. Dù ngày nào chết là ngày đó em có cái tình yêu của em thì cái bị người ta cấm đó không có cho em tối trong vô nhảy vừa xuống chiếu khác, lúc đó khác rồi, lúc đó dậy vừa bằng tâm bất thiện, tâm bất thiện, tham sân tham sân tham sân tham sân tham sân tham sân si thì đó cứ nốt nhạc lên xuống lên xuống lên liên tục như vậy là nó hiển bày như vậy thì nó trong đó nó sẽ có vừa cái gì vừa cái gì nè, vừa cái gì vừa cái gì trong đó trong tâm đó, ví dụ như là bài lọc bây giờ nó chỉ vừa thì nó sẽ có cái gì, cái gì vừa có tâm bất thiện vừa có tâm nó vừa thọ nhận cái quả bất thiện nó đã vừa còn tướng mà nó vừa tạo tác ra cái chủng tự nghiệp bất thiện lượng để mà nó tiếp tục nó nhận tiếp cho tương lai trong đời này đời sau đời sau nữa thì nó gì đó cứ tạo liên tục liên tục, mỗi khi mà phiền não mình khởi sanh lên đó mình biết ngay mình làm cái thứ thứ nhất sai quả cũ, thứ nhất là làm trả cho nghiệp cũ đã diệt, thứ hai tạo lời mới chuẩn bị mình vậy đó. Mỗi lúc mình phát hiện á là nó y như gần luôn, là nó hai cái thứ như vậy đó, hết sức rồi, trả nghiệp cũ và tạo nghiệp mới. Cái nghiệp cũ trả còn chưa xong nữa mà đó cái mới đã lúc đầu rồi, thì hỏi cái chuyện nào mình bước ra được. Cho nên trị liệu đối với tâm lý học không giải quyết được chuyện đó, nhưng trị liệu với Phật học giải quyết được chuyện đó. Cho người ta song song với cái việc trị liệu vô thì người ta còn khuyến khích hoặc là yêu cầu hoặc là đề nghị sẽ ghét như làm gì chứ không làm người cái phát hiện thật thích hành tâm
mình phát hiện nó để chi? Để tạo chủ đạo chủng tử nghiệp thiện mới. Đúng. Và xài cái chủng tử để du tạo được cái nghiệp mới thiện. Ừ. Tức là mặc dù du đang trả nợ nhưng mà du còn gửi ngân hàng, hiểu không? Tới vừa mà nợ du mới du trả được phân nửa là du sẽ lấy cái tiền vô lãi kia đó du trả được trong cục hả, mà du còn cái vốn hồn nữa tại vì đó là nghiệp thiện nó cho lãi nhiều hơn, lãi nó chỉ 5% lận, lãi chỉ có 2.5% thôi. Ủa nghiệp thiện nó cho quá nhiều hơn mức độ ba làm kia đó, cho nên nó đi trước được, cho nên mình hút cái lãi kia mình trả cái vốn này. Cô trả xong cái bất thiện vẫn còn, chứ là cái tiền gốc á đâu có mất, vốn vẫn còn đó. Nó cái kinh doanh mà nó bị đó hay lắm, hay lắm. Nguyên lý kinh tế trong trả nghiệp kinh doanh để mình hiểu thì nó dễ dàng đó. Đó là lý do sao mà với cái tốc độ trị liệu của tâm học độ đó, có nhiều cái thứ mà mình có thể đặt nền móng nó như vậy, nhiều thứ để đặt nền móng lắm. Chứ ngã không hay có móng nó nền nữa chứ. Ngán đi, đi làm mỗi người một học giả, một nhà nghiên cứu, đặt nền móng trong 300-400 năm sau nữa mình lúi đầu ra mình xài. Chứ hồi 300-400 năm ra ra trời, đó tôi còn xài 40 tử. Ăn thêm uranium rồi đó, ăn cái đó rồi sống. Rồi phải đặt nền móng đi hay lắm. Cái tâm lý trị liệu nó chỉ có thời gian xuất hiện thôi, khoảng xuất hiện của mình chính là tới giờ nay thôi. Rồi tới 1-2 năm rồi. Cho nó trị liệu giỏi lắm. Thì cũng giống như cái chuyện mà hồi trị liệu 1-2 trăm năm mà có thuốc nó ra đời đó, hồi cái thời bán khai năm công nguyên trước cho sau công nguyên 1-2 trăm năm vậy đó. Giống như cái thời mà mình mổ người mà mổ sống không có chút tê, rồi mình cầm máu bằng cái cách đó là mình lấy sắt nóng mình tịnh vô hết luôn, cũng hết dầm máu vậy đó. Đó là giống như cái thời chữa bệnh kiểu gì đó, thì bây giờ tâm lý mình là kiểu cũng vậy đó. Thời bán khai nó vậy đó, tôi có bán với thời tới khai mấy gì bán gì đó, cho nên đó trời gì gắt Phật học như nó xịn lắm, xịn luôn. Chị nó bảo là rồi thân chủ trọng tâm cái quần gì nó sai từ lương bên hết trơn à, đời nói đậu gì ngán học đi cái đứa cái yên bên mãn mãn hay có bà tỷ học không ta. Ôi không có bà tỷ rồi có nghe được nhiều ha, nhiều không biết gì ghê lắm đó. Tâm lý đó là quý vị nào đi tâm lý đặt mình đó, rồi quý vị đó đâu phải chỉ có cái đơn đó này đá qua tâm lý để tâm lý trị liệu đi chữa cái thứ này đó, nhưng mà chính là quý vị không có cái đá qua tâm lý đi triết lý, triết lý nó thật sự không hề khiến khổ. Cái như tôi nói là quý vị có thể trở thành một cái nhà tiên phong, nhà khai sáng, nhà đặt nền móng cho triết triết học cộng sản, hậu cộng sản. Rất quan trọng cái thể chế này, cái xã hội này nó có cái ưu việt của nó, nó có cái ưu việt của nó, thiệt sự là nó có cái ưu việt của nó nha, chứ không phải là mình khen nịnh nhà nước. Mặc dù là nhà nước không có phát triển được cái ưu việt của nó, nhưng mà vì vốn dĩ nó có cái ưu việt cho nên ông mới sống được tới giờ. Mặc dù là mấy ông quậy cho nó tan nát đục nước hết trơn luôn á, nhưng mà vẫn có thể tồn tại được cái giờ như thế. Trời đâu có phải đơn giản, đâu có cái ưu việt của nó, mà tiếc một cái là không phát triển được cái ưu việt đó. Cái phát triển được cái ưu việt đó là bây giờ mình ngồi với nhau mình nói tiếng Anh hay không, mà nó nghiệp đó thiết thực bằng giáo luôn nó không có tiếng Anh nữa. Cho nên phải phát triển làm sao, ồ phát triển sao chứ không phải là phải có trí tuệ. Ngay cả cái chuyện mà cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình nó cũng rất hay, nó có cái tính mở cửa, cái tính giao thoa văn hóa và cái tính tiệm cận chân lý cực kỳ cao, tiệm cận chân lý cực kỳ cao, hay lắm, rất hay. Mà cái này khó, cho nên nó là cái gì nữa này,
chuyên gia học giả nhà khai sát rồi cho những cái thế hệ sau. Nhưng mà dĩ nhiên là đời mình giờ chứ nhỏ đâu, tôi quay qua lại thăm, nói chung là mình cũng không có phước của đức. Đứa thì béo quá, đứa thì ốm quá, đứa thì lì quá, đứa thì ngu quá, đó là mình chưa có phước á, hiểu không? Thôi giờ mình gán thích đi, thích hết đi, để cái tới mình đẻ ra túng túi xin son thiết vàng rồi hưởng phước lại một xíu dưới đó, hiểu không? Nó chỉ nói vậy, tao giờ phải làm chứ. Giờ là ai làm? Là học mình có sự hiểu biết, đặt mình vẫn có làm. Không làm mình cũng có ăn nữa, ăn chim ăn cát đá ăn đấm rồi. Điều gì muốn quyết định cái tính tiềm vọng chân lý của một ngôn ngữ? Cái nền văn hóa của ngôn ngữ đó, đúng không? Cái nền văn hóa của cái ngôn ngữ đó mà là cái nền văn hóa minh triết thì nó tiệm cận với sự thật. Các cái thuật ngữ nó cố gắng nó tiệm cận với sự thật, nền văn hóa minh triết nó tiệm cận với sự thật, thì cái nền ngôn ngữ nó đỡ tiệm nhí, đỡ có dơ, đỡ chờ búa. Còn nếu như cái đề ngôn ngữ mà xuất phát từ cái đề văn hóa, mà cái đề văn hóa không có tiệm cận với văn minh của mình, trời ơi, là văn hóa đó nguy sơ, cái khổ dân, cái không diễn đạt được chọn được. Những cái ngôn ngữ, cái kho ngôn từ của ngôn ngữ nó càng rộng, nó sẽ càng tự nhiên, tự nhiên. Nó phải có cái tính mở, nó bắt buộc phải có cái tính tạo, không thể không có tính phức tạp mà lại có thể tìm được những cái gì. Vốn dĩ sự thật là một sự chia sẻ của tuệ phân tích rất chi tiết. Mà trước một cái vấn đề, tôi nói ví dụ như cái chuyện mình du dịch cái bài yêu thương những cách từ là yêu rồi yêu thương rồi thương yêu rồi thương mình du dịch sao biết nào em không dịch sao luôn lớp là họ là thành người du bán lớp xe luôn. Yeah. Vậy không được. Nhưng mà người Việt học hiểu không? Hiểu. Chứ người Anh học không hiểu nè. Cái đó gì á? Không, tại vì nó có cái từ gì đó mà mình không biết. Cái sự cách biệt người ta nói ngôn ngữ. Trong khi đó, người Việt thấy ngay cả tiếng Việt là những cái chữ là những chữ mà nó có tính phổ biến. Nhưng tiếng Anh vô để nói người Việt một cái chữ có tính phổ biến qua tiếng Anh phổ biến mà di chuyển nó vô. Vì mới đi tìm từ chuyên ngành rồi chuyên ngành được bao nhiêu người tiếng Anh nó khác cái việc chỗ đó giữa cái từ chuyên môn họ mới biết luôn, họ mới biết trên đời có cái từ đó, nói ra người Anh cũng giống cái từ đó luôn. Nhưng người Việt mình được cái là nói ra cái từ mặc dù không hiểu chứ nó nhưng biết cái từ đó nghe nè. Tại vì cái cấu thành từ cái từ đó cho nên là chắc chắn nói từ đó là ai cũng biết, thậm chí biết đúng cái tả luôn, nó quen, nó hay vậy đó. Còn cái anh chưa chắc là cái từ lão quốc như đọc lên, chưa chắc một học giả mà không thuộc chuyên ngành đó mà người ta biết đúng đâu. Nó đâu có gặp bao giờ đâu biết đúng. Cái gì đó. Thôi, đâu có phải là tiếng Anh là nó xịn cho nên nó được chọn con tàu đâu. Ai đó nó dễ. Cái nghiên cứu được chứng minh được là nó dễ. Nhưng mà bởi vì ngày xưa hệ thống thuộc địa của anh nó quá nhiều cái toàn cầu. Mặt trời không là nước Anh sợ nó quần cái học sử nữa, bổ túc lịch sử nữa. Mặt trời không lặng nó thích ám. Trời ơi, tôi sao là biết luôn rồi đó. Là thuộc địa nó rộng từ Âu sang Á, từ châu Mỹ sang Phi đó. Mặt trời nó lặng chỗ nào? Đâu có lặng được đâu. Chỗ nào cũng có nước Anh, lúc nào mặt trời cũng sáng. Nó nhiều như vậy luôn đó. Nhưng mà tiếc nó không có đô hộ mình. Mình bị Pháp đô hộ khi mà chia quyền lợi chiến tranh với thứ nhất đó. Thì Pháp nó hốt mình chứ không phải là Anh. Cho nên là cuối cùng mình biết tiếng Pháp chứ mình không có biết tiếng Anh. Cho nên dân Việt Nam này là tiếng Pháp này gặp lắm. Ngôn ngữ của mình đó là mình dòng với tiếng Pháp nhiều lắm. Trên các từ nói hàng ngày nữa đó. Ngôn ngữ mình đã rộng rồi mà bây giờ nó còn tính mở nữa.
Vậy thì cái ngôn ngữ nào mà nó xuất hiện Việt Nam mà học hết hả? Hay lắm, học hết vậy đó. Nhái, có đồ nhái người ta, đi nhập vô cũng nhái được luôn, khóc nhái hết, nhái hết vậy. Nhái thì người ta thành ớt được đâu. Nhái nhái chứ cần gì. Hay vậy đó quý vị. Cái gì cũng được. Mình nói gì là cái tiếng Trung Quốc đó, Deep Sanskrit là nó rất là truyền tận chân lý rất là cao. Tiếng Ấn Độ, tiếng Ấn Độ nó có khả năng truyền tận chân lý rất tốt. Tiếng Hoa không? Tiếng Hoa nó cũng truyền tận chân lý rất tốt. Nó rất minh triết, minh triết. Nó có cái này minh triết. Tiếng Việt của mình nó cũng khó, nhưng nó bị kém được nhiều xíu rồi. Mình có là minh triết không? Có chứ. Giờ minh triết của mình là bao đời luôn á, từ bao nhiêu cái không cái em. Thời mà Trung Quốc chưa có nền văn minh nào hết, mình đã có rồi, nền văn minh gò môn nghe biết gì đâu, ốc eo, ốc eo là từ sao nữa, ốc eo học Phật xã hội thì biết, ủa đi học cái Phật xã hội từ nhỏ kìa, rất là chân nền văn minh luôn đó. Hạ Long, Văn Lang, Văn Lang, Đông Sơn. Thôi mấy 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 ví dụ mà nghe nhiều nhất rồi, vậy nó phổ biến nhất là Đông Sơn rồi Văn Minh Đông Sơn, bây giờ nó đi kèm với Cánh Đồng Đông Sơn, cái đó mình cao quá trời mình ca tụng là tại vì mình còn cái Cánh Đồng, còn mấy kia thì còn mấy cục đá rồi còn cái bình cái thích gì nó ca vậy mình thì ai đi nghiên cứu rồi biết rồi chứ chứ không biết cháu vừa mơ này có được cái nắp chai thật thầy gò mung nó không còn gì để xài được giới chứ còn Cánh Đồng thì còn được, cho nên là dân Tây Nguyên người ta cũng còn đánh Cánh Đồng tới giờ nữa. Hay lắm, mà cũng phải thời đó người ta nghiên cứu rồi, người ta phát hiện cái kinh dịch của cái người Việt Nam xưa đó, với cái cá mà của Trung Quốc đó, Việt Nam có trước rồi, người ta nghiên cứu trên ký và ký ký tự trên mặt Cánh Đồng á, vừa dịch học người ta thấy cái điều đó. Cái nào văn minh của mình là biết, tức là mình có tiếng Trung Quốc, có tiếng Trung Quốc. Nhưng mà sau mấy lần bị đánh, bị xâm thực bởi Trung Quốc, Trung Quốc, không, Trung Quốc còn chỉ có nhưng mà sao mà chúng ta không được Trung Quốc? Người Hán. Mình hỏi biển à, xâm thực. Sự xâm thực bởi biển thì đó là xâm nó ngập mẹ ra chơi thì sống gì thì bỏ xứ ra đi đó. Nguyên cái vùng phù nam mà ngày xưa ốc éo thì cái nhỏ có đâu mãi cho tới sau này là tới cái chiều nhà Nguyễn ai Nguyễn. Ai vô trong đây để mà khai khẩn Nguyễn. Hả? Rồi ai vô cái xứ An Giang để rạch sông Vĩnh Tế đắp đê như là vậy ở gia đình đúng không? Nguyễn Ánh đấy, Nguyễn Ánh là không Nguyễn Ánh là không nhớ thôi ông là cái người mà khai cẩn rất là quan tâm với cái miền Nam này luôn, mà bây giờ người ta còn cái đền để mà thờ ổng á, hỏi Ngọc Hầu phải có nguyên cái trường rất là lớn luôn, cuộc chiến tranh vô cùng tận đối với cái miền Nam này để khai khẩn, đó là tại sao khai khẩn? Giờ biển nó xâm thực cái sau đó trở thành rừng rú luôn mà, không có người sống hết, di cư hết. Cho nên là mới tìm kiếm người ta sau này người ta khai khẩn lên các cái di chỉ khẩu cổ mà người ta mới phát hiện nó trầm tích đó. Rồi bao nhiêu những cái chứng tích mà cái di chỉ khẩu cổ xưa cổ. Của cả một cái nền văn minh rất là rỡ. Nó nhìn mà ở miền Nam mình là nền văn minh ốc eo. Ốc eo chứ phải ốc heo nha. Nói họ bị ốc eo thì không ốc heo nha. Nói cái gì mà tới luôn qua tới dân mình học luôn rồi. Để biết, tính truyền thần chân lý. Đó. Về đúng mà nó xá lên thì sao quá rồi. Nhưng hồi ra cái điểm này vô làm lắm bên kia ngủ hết rồi. Tan thức. À, cảm ơn. Đó. Là
cái dung manh thật sự. Ừ, hiểu không? Hay chỉ dễ dụ thôi này, chỉ A với ngã. Dãy. Dãy dụ này, ở dòng thứ hai dữ lý nha. Dãy, cái này là thôi cái âm của anh Nam Bộ chưa? Dãy dụ. Ờ, thật ra đó là cái từ, những cái từ xưa của mình, những từ hai cái chuyện tiếng bản khác, cho nên cái gì đừng có cũng đừng có lấy cái chuẩn nó nhiều quá, tại vì tiếng Việt của mình nó có một cái hay á, là chúng ta vẫn hiểu, hiểu vẫn đúng luôn. Cái gì mà đọc sách trước 75 đi, cái hệ thống chánh tả nó khác hoàn toàn như vậy. Ví dụ như nói từ cũng này, cũng giờ ngã rồi, ngã chưa hỏi, cũng hỏi, nó cũng ngã. Nhưng mà trong cái văn cảnh đó, cái là vô hiểu liền cái từ đó nó nói cái gì, mặc dù là nó sẽ chết phải. Ví dụ như cái từ dễ dụa chẳng hạn, cái từ dễ kia thì sai á, dễ kia sai so với cái chuẩn chung hiện tại, nhưng mà khi mà ghi cái dễ dụa ra đó, thì biết dễ dụa không? Biết hai là nó có chữ gì là đẹp, cho nên này không đẹp không giàu. Quán sát chút thôi. Ừ. Em làm thế nào? Ừ, giỏi. Em người ta có động lực. Trời ơi, con cũng cố gắng quán sát dữ lắm, sao con quán hàng ngày con chết không mà con thích quán sát không mà con. Nó cũng xanh mà cái tấm gì vậy? Cũng do một trong năm biêu tàn làm nhân tạo nên, do một trong năm nhân biêu tàn làm nên. Mình nhớ năm nhân biêu tàn không? Ừ, ai nhớ bà giá xá dịch là rất buồn. Cú bà giá xá dịch là rất buồn, gọi là ai? Ai oán á? Như vậy sự ai hay cái cách ai? Thôi tôi thêm chữ oán nữa đi chứ ai ai nghe nó tiện chết vậy đó. Như vậy sự ai oán hay cái cách ai oán, cách ai oán là rất đốt tâm, thiêu đốt ấy, làm tâm sụp lùi, đuối sức, đuối sức của thân tâm, thân tâm và ý vọng
đóng rồi đó nha. Buồn mà rất buồn. Rất buồn mà không được ai ai đó. Nghe cái tiếng đời mà sao nó ai oán. Thì nó lại nghe cái tiếng buồn đời nó rất là buồn. Rất là buồn. Thảm não sầu bi lì. Buồn đi đâu với ông tắt hả? Buồn oán. Đúng rồi. Mày có một cái gì nữa mà không có được thành như ý nguyện. Cho nên là mình nhớ tất cả những cái này nó cũng có tính chất là thiêu đốt mình. Cho nên ai mà thường hay sầu bi sân giận nó mau dạo. Nếu muốn dạo thì mình cũng biết sớm không? Giải thoát hả? Ừ, giải thoát hả? Chỉ thấy thoát không có chút nào thoát hết trơn á. Ừ, chứ mà rớt vô cái đường khác còn dữ nữa. Vô mình né người á, để mà sau này mình làm là quỷ. Mình dạ, giải thoát khỏi kiếp người. Mình ráng mình giải thoát khỏi kiếp người là kiếp chó. Trời ơi trời. Lui. Phước thì chưa có, trí thì chưa thông. Mà giải là chỉ có cái là rồi luôn rồi đó nha, là đi bốn đường án là chắc chắn. Hãy hết sức là cẩn thận. Chứ mình bớt đi, bớt chẳng thấy săn 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 lại đây, mất cái hàng đường sát chúng ta là sân có mấy dạng? Hai dạng. Hai dạng. Sân độc với lại bụng phiền. Đúng rồi, đó, bụng đó, rồi. Độc đó chính là sân khô á. Bụng phiền sao mới sân độc phế. Thì hai cái đều là sân nha. Hai cái đều là sân hết nha. Trong tế nó lại có hai. Tế khô và tế tế. Tế khô và tế tế. Tế khô là cái mình biết được cái tế của mình. Còn cái tế tế là cái tế mà mình không biết được cái tế của mình. Khô hài lòng à. Còn khô khổ chia nữa. Khô khổ chia nữa phải biết rồi. Còn là ai cũng biết chứ mà mình biết. Ừ đúng rồi, ai cũng biết chứ mà chỉ có mình biết không nữa. Là khô. Ví dụ mình sang khô lên đây. Là sao? Là sao? Biết rồi. Ừ, đó là nó có biểu hiện hành vi luôn nè. Ờ, la mắng chửi bới quánh đập cắn nhéo ngắt cào cấu đủ cái kiểu hết dễ dụa đó là không khôn tế là ví dụ mình trầm nữa có những cái mà mình nhờ thì nó có người lòng á nó chỉ là một ác cảm thoáng qua dù cái người đó cái bạn cái áo đó cái bụng đó họ chịu trắng mà à, họ chỉ che cái phía dưới che phía trên thôi thì họ chịu cái giữa lại vậy đó thì nhìn thấy có người bỏ đồ chịu cực có một sự ác ý khởi lên ăn rồi đó đó là con phế mà sao mà không có quan sát không biết luôn không biết luôn là người gì đó. Ý nó có phải dừng lại đơn giản là chị mình thấy lạ không? Mình nó không có quen với cái... Không, cái trạng thấy lạ được ghi nhận bởi niệm nó khác. Mình nghĩ tên nó lạ. Niệm là ghi nhận với thật. À, cái này nó là như vậy. Biết nó là như vậy sao? Ừ. Nếu mà có tưởng, lâu tưởng lên bằng cái niệm là gọt chung thành tưởng niệm rằng là à, ta ghi nhận cái thực tế này là như vậy và trong cái kho của ta đó không có cái nào như vậy ta biết trong kho ta không có cái nào như vậy giờ một người ngày nào đó mà có một người lạ xuất hiện ở đây mà cái tánh nó không có giống ai trong tâm mình hết là hoàn toàn luôn giống như là người thâu quả nó xuống vậy đó thì người ta ghi nhận hai người có tánh nết như vậy tánh nết thì không giống với cái kho thì có. Đó là ghi nhận bằng niệm có tưởng tương ưng. Nhưng mà như vậy chưa đủ đúng không? Tới mới ghi nhận hết. Còn thêm cái bước này. Còn bác nó có tư duy. Đó là chánh niệm đó. Mà nó chánh tư duy đó. Chưa có.
hiểu biết của mình đâu. À, rồi rồi mình hiểu biết rồi mình nói ra đâu, mình nói làm sao, mình làm sao, làm cư xử. Cái chữ tư tưởng là cái sự nhớ đúng không? Sự... không có tưởng sao như tư. Tư là toan tính, là suy xét. Mà như toan tính là như suy xét, mà như nhớ là như toan tính như suy xét nữa. Quan như nó phải là cái từ Việt Nam hay ghê gớm. Tư tưởng hay gì đó. Mà tư tưởng thì vừa là động từ được, nó vừa danh từ được. Mà bây giờ thời giờ ta ít dùng tư tưởng với từ động từ. Cái gì tư tưởng như danh từ nhiều. Nên giờ mình dùng cái cỡ ví dụ phân mở cỡ ngu chỉ mình dùng cỡ. Ok, bên kia có ai hỏi nhờ nãy giờ nói quá trời luôn rồi đó. Thân tâm cái dùm bánh cũng thiếu chút ta không hả? Sao cái gì hỏi nha, mày thấy gì cũng dính rồi hỏi gì giờ. Chọn tao hỏi đi, người ta muốn nghe tao ngựa. Thôi ai hỏi gì mà dễ ứng dụng thì chính mình đó là nên hỏi. Những cái tiết mình vô cùng ít lợi được cái chỗ đó là mình học cái này để mình xài cho mình. Chứ mình học cái này đâu phải để đây chơi hết. Tao phải học đến gắn. Ừ thôi, tao biết cái này được khá là gì nha. Nó xá vậy nha, nó quýnh cho phù mỏ, nó mình điên. Ừ. Thế thì cái thằng ai á, nó là cái tôi thường ưu, nó là rất buồn ưu cho những từ. Mình phải biết, mình phải trước tiên nó bước một rồi mình cũng nhận biết là mình đang ưu. Mình biết nè, trong cái thứ hai để tìm được nguyên nhân cái ưu. Cái thứ ba để đi chọn trừ tất cả những nguyên nhân cho cái ưu đó. Đoạn trừ bằng hai cách. Rồi, tự lực và tha lực. Tự lực. Sau đó là mình giảm ưu xuống thì làm gì mình ai lên được. Ví dụ như bà Bích nè, bà Bích là bà qua đây bà học, bà qua đây bà học nhưng đâu có thời gian đâu mà bà qua ưu ai gì. Nhưng mà bà ngồi bằng bà ngồi bà quay mặt cười kìa bằng tư với món bài. Có thời gian cứ đi qua đi học do lo động não, lo suy nghĩ rồi những cái điều mà nó cho mình tiếp tuệ là tâm đại thiện mà tránh tội giảm kêu như bà vui thì là bà hiểu bà không có vui bình thường đó thì là bà xả vì thế nó tốt đó là đang có tiền cho những ngân hàng đó chứ không phải đường dây đâu, đó là mình đang cho ngân hàng dây á bỏ tiền vô đó rồi cái đó nó có phước. Đó là cái phước này mình đặt phước tâm này biết không? Nó là thính pháp, nó là gì nữa? Cải chánh chi kiến, cải chánh chi kiến nữa. Nó thấy không? Chỉ có cái chuyện mình rửa xác đi học thôi. Được lời và trả lời. Rồi còn nữa. Cúng kính nữa. Thôi mình có phước cho mình chia cho những cái người mà người ta có cái ông đi học mình cũng sang khác rồi. Bốn thứ rồi. Chuyên trị con. Bốn thứ rồi. Vô thấy là vô ở nhà, vô ngủ, mất bốn thứ đó. Mà vô xài rồi cái phước của vô nữa. Mà vô còn phải rút tiền, vô ăn nữa. Ăn ngủ mà vô còn phải đi nợ nữa. Cũng như đi học nữa nha. Đó, nên do sao mà đi học rồi mà nó sanh trí, mà nó ít lợi, đỡ nghiệp quật cái gì đó. Đỡ cái chuyện sanh.
Tại vì lúc vậy đâu kịp ăn đó. Chứ không phải tốt lành. Tốt mà. Ừ, ở mặt nào đó thì nó cũng tốt lành, giảm cân. Ừ. Đã ú ồ. Đó thì chị phải đi non đi học, phải mà chi tích tí cái nghiệp kế cho mình, tất tiếp những nghiệp thiện lành cho mình. Đó, đang mà tới một cái ngày đó mình rút rút lãi ra cái mình trả lại cho cái đám kia. Ui. Mình còn vốn. Vốn nó là gì? Là cái sự hiểu biết của mình đó. Cái sự hiểu biết của mình sau này mình phải. Bây giờ mình đi học, bây giờ là với sự tinh tịnh nè, với sự thính pháp nè, với sự cải chính chi kiến nè, thì mình có phước. Kể cái phước đó là một tích cước rồi. Rồi mình có phước thì mấy thằng bác thiện đâu có nó chỗ lên được đâu. Mình đã hưởng rồi. Đã hưởng rồi. Mình đưa yêu đúng không? Đó, mình cho câu xong mà cái tự về cái mình ngủ mà ăn lại. Mình tệ vậy. Đúng quá. Cái mà thẩm thức không đi học luôn nha, siêu âm luôn. Đó. Thầy, lúc mình ngủ nó có phải là nó chỉ nó tâm lã, nó có khởi tâm chuyện cho bất kỳ gì không? Tùy con ơi, con hỏi giai đoạn nào ngủ nữa con ơi. Ngủ có 3 giai đoạn. Tùy. Giai đoạn trước khi ngủ, giai đoạn trong khi ngủ và giai đoạn sau khi ngủ, trong chuyện một giấc ngủ. Cái giai đoạn mà bạn thật sự ngủ là giai đoạn trong khi ngủ thôi. Còn lại hai giai đoạn kia là hai giai đoạn không có ngủ. Hai giai đoạn đó là giai đoạn chập chờn. Mà giai đoạn chập chờn tâm suy dữ lắm. À, sắp chết. Suy dữ lắm, suy luôn. Suy kinh khủng. Quay tập làm sao mà hay nằm xuống đặt lưng xuống là ngủ. Là vô giấc ngủ chính luôn. Cái chập chờn nó càng ít càng tốt. Nhưng mà chập chờn nó mơ là mẹ. Như ai kêu mà không biết cái gì hết trơn. Ai kêu thì đó. Là biết rồi đó, si á. Si đang có cục luôn, si có giật á. Vậy đó, lúc đó mà chết hay là ngồi đi ngồi thẳng tí. Không được rồi khác nữa. Rồi còn sau khi thức thì sao, thức rồi đó. Cái miệng này còn mở rồi, nó biết mồm chảy dọc 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 vậy đó. Tôi như nước Sĩ cũng giật vậy đó. Là nó mới chết được một tháng trước. Trước khi ngủ thì là con sẽ làm con nhắm mắt. Cái con sẽ mình cũng phải giới những câu này. Họ chưa hết giới ngủ. Tức là mày vậy luôn á. Chưa thỏa đâu mà ngủ tiêu rồi. Nghe vậy ngủ. Vậy là ngủ không có giới. Ngủ không có giới. Có người á, người ta tác tục bằng cái tâm hữu phần, cái tâm tác tục của người ta bất cứ không thấy á, là nó không sanh với cái cảnh nghiệp á, hồi trước á, là cái cảnh giết chóc á, cảnh mà có nhiều cái sự xấu ác, tác tục của đời này họ ngủ khá yên, họ chỉ đi giật mình lắm, rồi á, hay mớ, hay la, rồi hay ngủ cái kiểu, cái tâm quả, người ngủ cái tâm quả, cái tâm quả không có yên. Cũng như người mà ngủ 10-15 chưa ổn. Ừ, cái đó là đa si. Mình cũng biết đa si. Tại vì cái chúng sanh đó là chúng sanh do si nặng, si ám nặng, mù mờ, mù mỉa. Si mà ngủ nó chưa thức. Ừ, nó đơ, nghe đúng tỉnh được đó. Ừ, tỉnh cái chánh niệm đó đối chuyện với si ám mà. Mình ta cũng cần có bắt cảnh. Hả? Có, cái chánh niệm của nó. Rồi, chánh niệm. Cái chánh niệm. Rồi, nó mới có chánh niệm. Đúng, nó có chánh niệm của nó. Ta lúc nào cũng có cảnh gì cả, thì cũng hết. Bởi vì mình nhắc tiếng là trung tâm đó là cảnh. Cảnh, nó có cảnh. Không thể nào không có cảnh mà có tâm được hết. Vậy là cảnh gì hả? Nó là cảnh của cảnh của hữu phần.
biết thập phúc hành tâm không? Nếu như biết thập phúc hành tâm không? Không biết, không biết. Giờ kể thập phúc hành tâm lại tôi nghe. Kể đây, bên bà Tú nhắn với tôi thập phúc hành tâm rồi. Nói là nó hoài, có như nó hoài. Quan trọng lắm nha, phải làm, phải làm. Number one là bố thị ba mẹ đó. Giữ giới, trì giới, trì giới, giữ giới. Thứ ba là cái gì ta? Thảo anh nè. Tu tiến. Tu tiến là cái gì? Cung kính. Cứ kể không theo thứ tự cũng được, rồi hứa gì nữa, tùy thủy, tùy thủy, thuyết pháp, thuyết pháp, thuyết pháp, chứ không phải cái tính chi tiết, tự tranh tự thiên, không, có tiếng Pali nữa mà, tiếng Pali, ba ly hai ly gì cũng được hết. Cái thành công là mai giá, quan trọng là phải làm mai giá. Buồn nhé. Phúc buồn mai giá. Rồi, giờ hiểu không? Giờ vừa cái này hiểu không? Không hiểu cái nào hỏi ghi trong đi rồi hỏi lại đi giảng cho mình, này quan trọng lắm để mà tích cốt nha. Này là tiền vốn á, tôi cho vốn á đi gửi ngân hàng. Cái này là tiền chạy gửi ngân hàng cho mình lấy ra cái bút cái lãi mình trả nợ, còn được cái vốn xài. Ủa đúng rồi, nhưng mà đầu tư này tôi không có thu lãi, cho luôn cho đứt, viện trợ không hoàn lại. trì TRI quyền trì là gì ha? Trì giới là gì hả? Là giữ giới, là giữ chứ không phải là nguyện. Trì giới là giữ giới chứ không phải là nguyện giới, hai cái nó khác nhau sao? Ví dụ mình nói có nguyện không, có sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, cái con lên núi đi chơi núi chảnh sống 3 năm trời, cũng không có gặp ai đâu mà để mà con uống rượu, không có gặp ai đâu mà tà dâm, có gặp ai mà nói dối chứ đâu có thể gọi con là trì giới. Cái đó là con là nguyện giới, nguyện giới thôi chứ chưa có trì. Nguyện giới là giới là năm cái thứ, năm cái thứ là sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu đó. Nó giữ, mà mình giữ năm cái giới đó ở trong đời sống hàng ngày của mình gọi là trì giới. Ví dụ đang có một cái chuyện gì đó nhưng mà đáng nhẽ mình có thể mình nói dối đó để mà trôi qua, nhưng không, mình nói không. Trời ơi, em công việc của em sắp xếp để em xếp giờ con đánh con quên rồi. Từ trong buổi con có nhỏ đi, con buổi con đang lô khi đi sắp. Thôi có ai quở nè. Ủa thầy ơi, như là có bữa nay lấy sinh viên ngoài thành bữa. Chiều 5 giờ con gặp nữa. Quở thì quở. Mười giờ rưỡi con làm. Bà Lộc mà bà nói bà rảnh thì bà Lộc. Bà Lộc.
Dạ. 5 giờ bà học quá vậy kìa. Ủa? Bữa nay thứ bảy rồi học quá gì? Bà học bà Tú. Alo. Đúng rồi. Tại vì học đỡ trong tuần này, tại vì chủ nhật bạn Phương đâu có học được đâu. Bữa học đỡ lắm rồi, tuần sau mình mới đổi xuống thứ năm mà. Chứ thôi tuần này mình học có một buổi đâu được. 5 giờ đi con. 5 giờ. Nhắn tin nhóm cái đi mà. Rồi không biết luôn hay là bất chợt hay không. Nhưng ngồi đó nè, ngồi đó 10 rưỡi xong nè. Ai đỡ ngồi để mà không cùng sát với con. Mà tụi con có gì? Bà xem tin nhắn mà bà đâu có phản hồi đâu mà bà thấy. À, bà chỉ phản hồi cái lúc 9 giờ thôi. Đúng rồi, chỉ thấy cái dưới không thấy cái trên. Nó gọi là tái phát bằng tái phát động. Cái trên, cái phát. Tại tục bằng tánh ẩu tả. Những mọi người không đủ thân phân. Cái chứ nhắn lên nhóm lại cái đi để tụi nó quên á. Rồi cô. Chị hiểu kỳ giới chưa con? Thì một tiếp. Cung kính là sự cung kính á. Sự cung kính, sự tôn trọng á. Đó ví dụ như con học nè, cứ nguyện dạy cho con có sự cung kính. Những cái người lớn hơn con họ chỉ dạy con một cái điều gì hay, một cái điều gì tốt, con có sự cung kính, cung kính mà sự tôn trọng. Đó là con biết rồi đó. Người ta nghĩ là cái con đường đó không dễ hẹn không? Dễ hẹn không? Phục vụ là ví dụ như con vô trong trung tâm với con thấy chép để tùm lum lên trên cái con sắp tiếp lại cho nó nhìn nhắn. Đó là phục vụ. Đó là lý do sao các nhóm thực hành nó có hoạt động trên các trung tâm đó. Đang làm trước đó. Là thực tập các trung tâm đó. Phục vụ cho tất cả mọi người đang được ghi sổ tiết kiệm mà đâu ai biết đâu. Đang có sổ tiết kiệm. Hồi hướng là sao ha? Là mình có được cái phước rồi cho mình đi chia sẻ cho khác. Mình có cái phước rồi mình đi chia sẻ cho khác rồi là hồi hướng. Ví dụ như con mà mới bị giúp được cái ông già khó khăn bán vé số không có tiền ăn cơm, con mua cho ông hộp cơm, đó là vui vì cái điều tốt lành của con đó. Cái con nguyện trong lòng mình đó là với những cái điều tốt này tôi nguyện cho tất cả những cái người nào đó cũng có được cái niềm vui, có được hạnh phúc tối, là tôi chia những cái điều tốt lành mà tôi đã làm nè cho tất cả những cái người nào có sự quan hệ với việc làm. Đó là con đang hậu hướng. Có mất đồng xu các bạn đâu đó. Đó mà tổ chức chuyện này càng dày lên. Hướng không á. Tùy hỷ là vui với cái tốt của người khác. Hậu hướng là mình chia cái tốt của mình cho người khác. Tùy hỷ là mình vui với cái tốt của người ta chia cho mình đó, mình vui. Ví dụ mình thấy bạn mình nó làm một cái điều tốt, mình vui với nó, mình có lời khen ngợi đó. Cái này người kia thiệt là tốt đẹp, sạch cú bằng thai. Đó, là kia, mình kia đó, mình thấy cái này gì, cái mình vui đó. Ở thính pháp này là đi học nè, là nghe những cái điều đúng tốt để mà mình phát triển cái trí tuệ mình lên, gọi là thính pháp. Thuyết pháp nè, ví dụ như tôi giảng cho các bạn nghe là tôi đang làm nhiệm vụ là thuyết pháp. Rồi cho các bạn đó, bạn có cái gì bạn thấy bạn chỉ cho các người bạn của bạn. Những điều đúng tốt các bạn nghe thuyết pháp cho nó là bạn có phước đó. Cải chính chi kiến là biết rồi ha. Là cải chính chi kiến là điều chỉnh chi kiến đó. Điều chỉnh những cái nét sai của mình á, mình tài tiến thì cái mình còn học để mình sửa là mỗi lần mình sửa cái tài tiến mình vui vì cái điều mình đã sửa được rồi, nó là có phước đó. Cho nên nó bây giờ tao mình đi cuốn sổ đồng hành hoài làm chuyện này nè, cái chính chỉ kiến là để có phước. Phước triển lắm á nè. Thank you.
ha, tu tiến là hành thiền. Hành thiền thế là con không chưa cái hành thiền đó, thiền định hoặc là thiền tuệ nó một cái nó nhẹ nhàng hơn á, nó là cái sự suy tư và cái điều thiện làm những cái điều mà trong đời sống suy tư thì là nó thấp nhất. Thì đâu có khó đâu, quý vị lại coi cái hàng ngày mình vẫn có làm chứ, tại vì mình có ý mà. Bây giờ mình để ý cho nó có đủ tâm từ phước á, nó có ba cái và thì thứ nhất là đủ tâm từ là phước mạnh nhất, xong đó nó chỉ có hai cái từ thôi. Cuối cùng là nó có một cái tư rồi nó yếu, giờ cái cực yếu luôn á, làm cái tư nó làm cái thảy nhân cũng yếu. Cho nên mỗi cái này làm trong đời sống mình rất là dễ ở, rất là dễ ở. Trời còn cái tài năng đây toàn là vua mà nghĩ cho kỹ đi, toàn là bười tính này không cái gì đó. Nhất cho vua có sổ tiết kiệm chứ làm gì, cho mình vua tiết kiệm đủ đủ rồi chứ không phải vua có sự thăng tiến. Vua không có còn dính vào trong mấy cái chuyện mà xa đọa thị phi nữa, cái chuyện sao ngộ hết, cái gì ngộ luôn đấy nè, cái phước vua nhiều lên thì thôi vua hưởng được cái phước thì vua có đó. Thì dù chấm là được cái nghiệp bất thiện như gieo trước, không có cơ hội cho quả đó. Nhưng mà vui, tại vì vui còn non yếu, tức là vui tiết kiệm chưa được có nhiêu hết. Mà vui xài quá, ăn xài quá thì sao? Thâm hụt. Thâm hụt thì sao? Có hết sợ hãi. Xa đọa cái lời. Cho nên là phải rất là gìn giữ mình. Tôi nói nó còn ở trong cái chính cái tê đó, chưa xong hết tê chính đó là phải giữ mình nghĩ lắm. Giữ mình nghĩ lắm chứ có ổn đó, phải giữ mình. Không giữ là gió đời nó cuốn đi. Gió đời nó cuốn đi rồi banh mặt hết. Xài sẽ xài, quay trở về không còn nhận danh nhau đâu. Lòng lá gối người vụn hết. Ok thôi, nay nhiêu này thôi, nghỉ cái tiết này cho dễ lao 5-10 phút rồi sau đó mình đi tiếp nha. Cảm ơn cô Tiếu đã gửi lên cái phần của Phúc Thành Tông. Em mai giá cho phải mắc giá nha, mắc giá đi mai giá. Ok thấy rồi, có sửa lại rồi. Ok rồi, thôi xíu nữa học tiếp đó. Bye bye.